Mời vận động viên Vũ Thị Dương, đơn vị Công an Nhân dân, góc vải đỏ, tượng đài. Mời vận động viên Trần Thị Hạnh, đơn vị Thanh Hóa, góc vải xanh, tượng đài. Các giám định chú ý, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Trọng tài cho điểm xe đài góc vải đỏ 1 điểm, góc vải xanh 1 điểm. Hết kỳ thi đấu thứ nhất. Các gia đình chú ý công bố kết quả hiệp 1. Hiệp 1 đỏ thắng. Hết giờ nghỉ, sang xong viên rồi trở lại. Hiệp thứ hai tiếp tục. Thank you.
Hết hiệp thi đấu thứ hai. Tạm giám định chú ý công bố kết quả hiệp 2. Hiệp 2 Xanh thắng, hai công viên thi đấu hiệp thứ 3. Hết giờ nghỉ, các phóng viên rời sàn đài. Hiệp 3 tiếp tục. Trọng tài không nhận vào lệnh ngã. Hết hiệp thi đấu thứ ba. Các giám định chú ý công bố kết quả hiệp 3. Hiệp 3 Xanh thắng, toàn trận Xanh thắng. Kết quả trận đấu, vận động viên Trần Thị Hành, đơn vị Thanh Hóa, góc lại Xanh thắng cuộc, đạt huy chương vàng hạng cân 65 kg của nữ.